người từ thành phố Hồ Chí Minh và các vùng dịch phải có xét nghiệm âm tính khi vào Hà Nội. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo kiểm soát chặt tại các cửa ngõ lớn, đường ngang, ngõ tắt, bến xe, sân bay, bến cảng, đặc biệt với những người đi về từ vùng dịch. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, trong những ngày gần đây, thành phố tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Tuy nhiên, ý thức của một bộ phận người dân và cơ sở kinh doanh dịch vụ vẫn chưa thật nghiêm. Cụ thể, vẫn còn tình trạng người dân đi tập thể dục, tụ tập đông người tại địa điểm công cộng, các quán cà phê, tại một số cơ sở dịch vụ ăn uống trong nhà, không đảm bảo đầy đủ quy định phòng chống dịch. Trong khi đó, nguy cơ lây lan khi người dân từ các tỉnh, thành phố khác đang là vùng dịch quay trở về thủ đô khá cao. Ngày 11 tháng 7, Hà Nội ghi nhận 18 ca mắc, trong đó phần lớn là các trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ban ngành, quận huyện kiểm soát toàn bộ người dân từ các tỉnh, thành trở về thành phố. Người từ thành phố Hồ Chí Minh, các vùng dịch khác hoặc người có tiếp xúc trực tiếp với các trường hợp nêu trên phải khai báo đầy đủ, trung thực, phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 tối đa 3 ngày trước khi trở lại thành phố. Các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng đi vào các địa bàn có dịch nêu trên vẫn phải thực hiện xét nghiệm trước khi trở lại thành phố. Công an thành phố được giao chủ trì phối hợp các lực lượng chức năng triển khai các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn, đường ngang, ngõ tắt, đường nhánh, bến thủy nội địa, các bến tàu, bến xe liên tỉnh và tại cụm cảng hàng không miền Bắc. Kiểm soát toàn bộ người, phương tiện ra vào thành phố tại các chốt kiểm soát dịch, kiểm tra, đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sàng lọc chủ động với toàn bộ người từ các tỉnh thành phố khác trở về, đảm bảo hạn chế tối đa mầm bệnh xâm nhập. Từ 0 giờ ngày 13 tháng 7, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đối với tất cả những người đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các vùng dịch, lập tức khai báo với chính quyền địa phương, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn ra quyết định và giám sát việc cách ly tại nhà 14 ngày theo đúng hướng dẫn. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác, phải thông báo ngay cho chính quyền cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn quản lý sức khỏe kịp thời. Ủy ban nhân dân thành phố cũng lưu ý phải giám sát, phát hiện các trường hợp vi phạm nhằm ngăn chặn và xử lý hiệu quả, kiên quyết xử phạt các trường hợp vi phạm, xử lý nghiêm trước pháp luật các tổ chức, cá nhân khai báo không kịp thời, không trung thực để xảy ra hậu quả lây lan dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu tổ chức đợt cao điểm kiểm tra xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tụ tập quá 10 người ngoài trụ sở cơ quan, bệnh viện, trường học, tập thể dục nơi công cộng, hàng rong, trà đá vỉa hè, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Tăng mức phạt cao nhất, yêu cầu đóng cửa và xem xét việc thu hồi giấy phép kinh doanh đối với những cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm nhiều lần,